Kẹt các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Kawasaki WRX 300 FS 2021 với mức giá hơn 145 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Cái mẫu xe đường trường tầm trung WRX 300 FS 2021 phiên bản City và Tourer vừa được Kawasaki Việt Nam đem về với mức giá bán lần lượt là 154 với mức giá lần lượt là 145 triệu 500 ngàn đồng đến 163 triệu 200 ngàn đồng và đã có bao gồm thuế VAT. Trong cái phiên bản mới nhất thì Kawasaki WRX 300 FS có hai cái biến thể City và Tourer được bổ sung gam màu sơn mới ở bên ngoài nhằm nằm ở cái vòng bình xăng và hai bên cái ốp hồng. Hệ thống phanh ABS sẽ vẫn là trang bị tiêu chuẩn trên cái mẫu xe địa hình này. Kawasaki WRX 300 ABS được giới thiệu lần đầu tiên vào hồi tháng 5 năm 2017 trong cái khuôn khổ triển lãm mô tô xe máy ở Việt Nam. Khi so với các phiên bản khác trong cái dòng là WRX, thì WRX 300 ABS sở cho mình thiết kế trông là gọn nhẹ hơn. Phần đầu xe cũng khá là bật với cụm đèn pha đường cùng với một cái kính chắn gió được đặt khá cao cùng một bộ khung dạng là xương đầu mới. Về mặt hệ thống treo, xe bao gồm cho mình cái phục ống lồng 41mm và cái giảm sóc hiệu Unisat ở phía sau. Xe còn được trang bị cho mình cái cặp vành nan cam với kích thước 19 inch ở bánh trước, 17 inch ở bánh sau. Đi cùng cái bộ lốp dài cùng với hệ thống phanh đĩa thép tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho cả hai kênh. Bên cạnh đó, cái màn hình LCD hiển thị các thông số của con xe cùng với một cái cổng sạc cho các thiết bị nằm bên cạnh. Trong đó, cái phiên bản City, các biến thể Tourer còn được trang bị thêm là hai cái thùng đựng đồ cặp hai bên hông 17 lít cùng với đèn chờ sáng trước bảo vệ cái khung bảo vệ động cơ, bảo vệ tay lái cùng với một cái ổ cắm sạc các thiết bị di động và một cái chân chống đứng v.v. Kawasaki WRX 300 FS 2021 thì vẫn giữ nguyên cái hiệu suất như cái hình trước đó. Số chứng minh cái có động cơ DOC xanh đôi song song 8 vành làm mát bằng dung dịch với dung tích là 296 phân khối. Động cơ này sinh ra cái công suất là 39 lực tại bồn tô là 11.500 phút, mô men sức cực đại 25.7 Nm tại bồn tô là 10.000 vòng trên phút, kết hợp hộp số con tài 6 cấp và dẫn động bằng xích tải. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, tiếp nhớ like, subscribe.